Tác phẩm Nói với chính mình. Tác giả: Đức Giám mục Gioan Bautista Bùi Tuần. Số 3: Gia đình. Thánh Giuse là người đồng trinh, nhưng đã không ở một mình. Ngài đã sống chung với trinh nữ Maria và Chúa Giêsu. Ngài sống trong gia đình và làm chủ một gia đình. Chúa Giêsu xưa cũng không ở một mình. Ngài đã xuống thế trong khung cảnh một gia đình. Suốt 30 năm, Ngài đã sống trong gia đình với mẹ ruột và cha nuôi. Trong 3 năm truyền giáo, Ngài cũng đã sống chung với gia đình thiêng liêng, gồm các môn đệ của Ngài. Chính Thiên Chúa cũng không ở một mình. Từ thuở đời đời, Thiên Chúa đã ở chung. Từ thuở đời đời, Thiên Chúa đã làm một thứ gia đình có ngôi cha, ngôi con và ngôi thánh thần. Các đấng cực thánh đó đã chọn đời sống gia đình, đó là dấu đời sống gia đình rất tốt. Tại sao? Phải chăng gia đình là tổ ấm tình yêu? Tình yêu không phải là một xa xỉ phẩm. Nó là một thứ tối cần để nâng đỡ và xây dựng cuộc sống. Một đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện, cho dù được nuôi dưỡng đàng hoàng, vẫn là một đứa trẻ bơ vơ. Một cụ già không con cháu trong viện dưỡng lão, cho dù được ăn no, mặc ấm, vẫn cảm thấy băng giá tâm hồn. Sống đầy đủ mọi sự, nhưng thiếu tình thương, vẫn là sống khổ. Tình yêu làm nên hạnh phúc. Chính Thiên Chúa là đấng hạnh phúc vô cùng, cũng có tên gọi là tình yêu. Đi tìm và đón nhận tình yêu không phải là việc không quan trọng, nhưng trước khi tìm tình yêu ở nơi khác, hãy tìm và hun đúc tình yêu nơi chính gia đình. Tình yêu gia đình là tình yêu tự nhiên nhất, sớm sủa nhất và lành mạnh nhất. Gia đình phải là một tổ ấm tình yêu, để rồi trở lại thành nền tảng cho mọi thứ tình yêu khác. Một người có tình thương nồng nàn đối với cha, với mẹ của mình. Khi họ nói với Chúa, lạy cha chúng con ở trên trời, hay khi họ nói với Đức Mẹ, lạy nữ vương mẹ nhân lành, họ sẽ hiểu một cách sống động ý nghĩa sâu đậm của những danh xưng đó, bởi vì bản thân họ đã có kinh nghiệm sống động một cách tự nhiên về những tình yêu ấy. Con đường thánh thiện của Thánh Teresa hài đồng Giêsu dựa trên tình cha con đối với Chúa, phải chăng đã mô phỏng mối tình của thánh nữ đối với chính cha ruột của mình? Một người cha, một người mẹ đã quen thương yêu, chăm sóc, lo lắng, dành dụm cho con mình sẽ dễ hiểu sự quan phòng của cha trên trời đối với chính họ. Bởi vì họ cũng đã là cha, là mẹ, dầu trong một phạm vi nhỏ hẹp. Một người đã có kinh nghiệm về trách nhiệm và tình cảm của một người cha, người mẹ, người anh, người chị, người em sẽ biết phải đối xử thế nào cho đúng nghĩa khi họ gọi một người nào bằng một trong những tiếng đó. Nhưng tình yêu nào mà lại chẳng có hy sinh? Tình yêu thiếu hy sinh là tình yêu giả. Hy sinh thiếu tình yêu là hy sinh thừa. Tình yêu trong tổ ấm gia đình không phải là một luật trừ. Cho dù gia đình gồm toàn những người rất thánh, cũng khó tránh được những chuyện làm buồn lòng nhau. Đức Mẹ có thai bởi phép Chúa Thánh Thần, nhưng đã không tỏ lộ chuyện đó với chồng, làm Thánh Giuse đau khổ biết bao đêm ngày. Chúa Giêsu 12 tuổi đi lễ, rồi ở lại đền thờ mà không nói trước, làm cha mẹ đau xót đi tìm con mấy buổi. Trong thánh gia còn có những chuyện làm buồn lòng nhau, phương chi các gia đình khác. Đó chỉ là chuyện hy sinh thông thường, còn biết bao nhiêu hy sinh khác do những vất vả, lo lắng, chịu đựng thường ngày gây nên. Điều quan trọng không phải là tránh được hết mọi chuyện không vui, nhưng là biết lợi dụng tất cả vui buồn để dắt nhau về cõi phúc. Nếu biết hiểu như thế, nhất là nếu biết thực hiện như thế, thì gia đình sẽ vừa là tổ ấm tình yêu, vừa là nơi đặt nền cho mọi tình thương và cũng vừa là lò luyện hy sinh. Lạy Thánh Giuse là gia trưởng gương mẫu, xin giúp con thấu hiểu giá trị cao quý của đời sống gia đình
Nhất là xin giúp cho gia đình mà con đang sống được luôn luôn là tổ ấm tình yêu, nơi rèn luyện tâm hồn hy sinh và chuẩn bị cho con tiến tới những tình yêu cần thiết khác.